chiếc Mini Cooper đời 2004 thì sẽ lắp được những cái gì, lắp những cái gì vào đây. Sau khi đi rất nhiều năm thì khoang nội thất thì anh em nào cũng có thể là có một chút gì đó nhàm chán. Vậy để lái xe nó có tiện nghi hơn, an toàn hơn và có nhiều cảm xúc hơn thì nó sẽ là phải độ những cái gì. Hôm nay thì ở Kakam là chúng tôi đã độ đầu tiên, anh em hãy xem đây, rất nhiều cảm xúc đây ạ. Hiệu ứng ánh sáng nó có thể thay đổi được nhiều màu sắc theo cái cảm xúc của mình. Đó là bộ led viền nội thất là theo Mini Cooper. Thứ hai là anh em vào đây ngó. Xe không hề có màn hình nhưng mà chúng tôi đã làm một cái màn hình file lên rất là đẹp. Màn rất nhỏ nhắn, xinh xắn, rất tương thích với khoang xe này, rất là hợp ạ. Và có luôn cả Apple CarPlay. Nghe nhạc rất là hay, thử luôn nhé. Ok. Có Apple CarPlay là một cái điều rất là tuyệt vời cho một chiếc xe 2004. Ngoài dẫn đường Google Maps rất là tiện dụng như thế này ra thì nghe nhạc chúng ta cũng đeo tai nghe vào nhá. Bởi vì cái khoang xe này rất là nhỏ và nó có những thiết kế đặc biệt cho nên là chúng tôi đã chọn cho chiếc Cooper này một cái loa sút cực kỳ xinh xắn. Nó mang thương hiệu AVI của Canada, như là sản xuất Trung Quốc ạ. Nếu nó những cái loa to quá thì sẽ không đẹp, mà loa nhỏ rất xinh xắn đẹp. Người ta cố định cái phần ghế này. Chúng tôi cũng chọn cho một chiếc cam hành trình. Anh em nhìn thấy cái kính lái của nó rất là nhỏ. Vậy phải sử dụng cái loại cam hành trình nào? Đó là Q1 Kakam. Đấy, nhấc ra một cái. Nó vừa có wifi, vừa có GPS hiển thị tốc độ và độ led của nó cực tốt. Đấy, em thích này. Nam châm này, hút vào cái này, có thể quay vào khoang xe này. À, rất tiện lợi. Không phải lắp cái loại nào cũng được đâu. Tất cả các loại cam chúng tôi ướm lên cái kính lái này nhìn rất thô thiển luôn. Và gạt mưa này không phải dễ kiếm đâu nhé. Đây là gạt mưa sau của chiếc Cooper. Anh em xem thương hiệu của nó này. Nó chính là thương hiệu Heiner đấy. Lắp theo zin y theo xe luôn. Gạt mưa Heiner của các bạn kia. Đấy. Đủ hết các mã luôn, cả gạt trước gạt sau cho chiếc Cooper này. Rồi. Thêm vào nữa, dĩ nhiên khi có màn hình thì chúng ta sẽ có một chiếc camera lùi. Trước kia Cooper làm gì có camera lùi, phải lắp màn hình ở mặt táp lô này, rất là nhằng nhịt. Đấy anh em xem này, rất là nét luôn. Và bền nữa. Một điểm nữa là micro này. Phải có micro để đàm thoại rảnh tay khi lái xe.